Trước hết, cho phép tôi được giới thiệu vị khách mời đầu tiên trong chương trình của chúng ta. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Mò. Xin kính chào quý vị, kính chào các bạn. Tôi cũng như chị Vân vừa giới thiệu, tôi Mò, Nguyễn Văn Mò, giám đốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay quý vị và các bạn hẳn đã có thể đoán ngay rằng chương trình của chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề dịch vụ. Nói đến dịch vụ thì chắc quý vị và các bạn cũng thấy là trong cuộc sống hiện nay thì có vô cùng nhiều dịch vụ. Dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ nhà hàng khách sạn, dịch vụ điện thoại di động, dịch vụ vân vân và vân vân. Có nghĩa là bất cứ một cái khu vực nào mà khi con người có nhu cầu thì lập tức sẽ có dịch vụ để thỏa mãn những nhu cầu đó của con người. Nhưng trong thực tế thì những dịch vụ đó có đáp ứng được tất cả những nhu cầu con người hay không lại là một chuyện khác hẳn. Chính vì vậy mà bây giờ qua câu chuyện trao đổi với ông Nguyễn Văn Mò, một người mà có khá nhiều những kinh nghiệm thực tiễn trong một cái lĩnh vực mà ông hoạt động cũng liên quan tới dịch vụ, thì hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn được vấn đề. Và anh Mò chính là giám đốc của trung tâm. Xin lỗi chị Thảo Vân, cái trung tâm do tôi làm giám đốc đó là trung tâm dắt mối việc làm. Sao lại là dắt mối việc làm? Bởi vì là từ trước giờ thì chúng tôi chỉ thấy là trung tâm giới thiệu việc làm. Nếu mà trung tâm giới thiệu việc làm thì nó nhan nhản khắp đầu đường góc phố, chỗ nào cũng có, tỉnh nào cũng có, huyện nào cũng có, xã nào cũng có. Nhưng mà cái trung tâm của chúng tôi muốn tìm một hướng đi mới. Chúng tôi muốn mới lạ hoàn toàn. Và chúng tôi cử nhân viên về tận những cái vùng sâu xa nhất để tìm những người có nhu cầu việc làm, dắt họ thẳng vào cái mối ấy, không phải qua bất cứ một cầu trung gian nào hết. Vậy thì cái trung tâm dắt mối việc làm của anh đấy ạ, có cái tiêu chí tuyển chọn như nào không ạ? Cái tiêu chí của chúng tôi thì nói chung là rất rộng, với tất cả các lứa tuổi, các thành phần, rồi nói chung ai có nhu cầu về việc làm, chúng tôi đều dắt họ thẳng vào cái mối đó. Chúng tôi tập trung vào ba mũi nhọn chính, đó là vệ sĩ chuyên đi bảo vệ các ngôi sao, thứ hai nữa là lễ tân, và thứ ba nữa là phát hành văn hóa phẩm. Có thể nói rằng đây là ba cái nghề mà xã hội cũng đang có rất nhiều nhu cầu. Ui, nhu cầu nhiều, nhiều lắm. Chứ tôi về đến nơi họ thích lắm, họ đón nồng nhiệt lắm. Người thì kéo áo, người lôi cổ, túm bắt về nhà bằng được, bầy mâm cao cỗ đầy, cơm gà cá gỡ. Là vậy thì cái công việc cụ thể khi đi tuyển chọn anh diễn ra như nào không ạ? Cái này nó, nếu mà nói thì quý vị cũng chỉ tưởng tượng rồi thôi. Tôi nghĩ rằng trăm nghe không bằng một thấy. Thì tôi muốn mời quý vị xem một cái lần đi tuyển của tôi. Cô cho gửi tiền. Cảm ơn nhé. Hai chú đánh xe một vòng quanh làng rồi đỗ ở sân đình chờ tôi. Ai hỏi bỏ xe của tôi về làng nhá. Bà cho chai nước à? Vâng ạ, ở đây ạ. Ôi trời ơi, tóc bạc rồi này, ôi đầu này, giờ đến đâu là hói hết cả đến đấy rồi này. Thế bác không nhận ra em à? Ông chú bác là hỏi tôi ạ. Em là thằng Mò đây. Hả? Thằng Mò con nhà Mẫm đấy mà. Ôi, chú Mò con ông Mẫm mình nhảy ơi. Đi, cắt ngay rồi, vui quá, quý quá. Thế mời chú xin nước ạ. À, chú mời nước. Từ ngày ông cụ với gia đình bán ruộng với đất ở nhà quê mình, vâng, lên thành phố làm ăn chắc phất lắm nhỉ. Bây giờ nhờ rời cũng lập được cái công ty. Lập được công ty là oai lắm đấy. Thế này, dạ, em hỏi các bác, dạ, rằng hiện nay ở làng mình có nhiều những cái đối tượng mà đến tuổi lao động rồi, dạ, vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định không? Ối như sung dụng ấy chú. Dạ, chú cô chưa đợi. Thằng đợi con tôi đây. À, con nó bằng này. À vâng, cái hồi mà chú ở nhà nó cứ mặc quần thủng biết theo chú bắt cào cào châu châu đi thôi. Chục năm rồi còn gì nữa. Cơ, bây giờ 17 rồi. 17 rồi. Báo cáo với chú là cháu học lớp 8 bỏ ngang. Tốt quá. Bây giờ vẫn bám đuôi bò thì có công ăn việc làm đâu. Tốt. Dạ vâng. Chú ơi, thế thì nhà chị còn cái thằng nhạnh nữa chú ạ. Thằng nhạnh. Ông bờ là còn con vịt nữa. Ừ. Thế nhưng mà chú hỏi thế để làm gì nhỉ? Thế này, công ty của em là dịch vụ việc làm. Dạ vâng. Đấy, bây giờ trên Hà Nội ấy, là người ta cần nhiều người làm lắm. Thế à? Người ta cần rất nhiều người làm. Thế ạ. Cho nên em phải đích thân đi về tất cả các vùng quê xa xôi và hẻo lánh. Dạ vâng. Và dĩ nhiên là người làng mình là mình phải ưu tiên đầu tiên nhá. Nhưng mà tôi nghe nói ở trên thành phố tìm việc làm khó lắm mà. Em là cái người mà sinh ra tại cái làng này. Vâng.
ăn hạt gạo của đồng đất cái làng này. Đúng. Uống nước ở cái nước giếng khơi của cái làng này. Nên là riêng đối với người của làng này, em sẽ tính một cái giá rất là mềm. Có thể nói là mềm quặt luôn. Dạ vâng. Vị chi cỡ khoảng 500 ngàn. Này, nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Này, nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Xem nào. Công ty vệ sinh này. Công ty vệ sĩ. Công ty vệ sĩ ạ. Bán hàng này, phát hóa phẩm này. Phát hành phát hóa phẩm bố à. Thế này, dạ. Vệ sĩ là một, phát hành văn hóa phẩm là hai này. Rồi tiếp tân reset tần này. Reset tần này. Là những dịch vụ. Dạ dịch vụ mà cần phải bằng chân tay. Dạ vâng. Chân tay thì người ta cần gì này. Đúng. Em tuyển nhiều người. Dạ vâng. Cho nên là không thể một chốc về một chốc đi được. Dạ vâng. Cho nên là em phải ở lại làng là dăm bữa. Dạ vâng, báo cáo với chú thế này, tôi thì cứ thẳng ruột ngựa, có gì không phải chú bỏ qua cho. Vâng, bác cứ nói. Tức là tôi gửi luôn chú thằng đợi cho chú. Được không? Dạ. Còn bây giờ tôi có lời nói với chú thế này. Tôi mời chú về nhà tôi ở nhá. Xin mời chú đi với. Này, không được. Xin lỗi ông đi nhá. Chú về đến đây một cái là chú ngồi ngay quán nhà tôi. Dạ vâng. Như thế tức là chú là người nhà tôi. Chú ơi, chú cứ ở nhà chị. Chú đi đâu là có cái trao đưa đi. Thế muốn ăn uống cái gì này khác nói chung nhà chị không thiếu cái gì để. Này bà Nhạc ơi, tôi xin lỗi bà nhá. Chú mò và ông mõm là ở với nhà tôi mấy chục năm nay gần nhau. Không có lý gì chú không ở nhà tôi đâu. Tôi mời chú về nhà tôi. Xin lỗi ông đi nhá. Ông đừng thấy thời gian mà bắt quán. Thôi. Bác hết một hồi rồi cái bà. Em về bên bác ở là tiện nhất đấy. Dạ vâng, đúng. Nhưng mà nhá, em muốn nhờ bác một việc. Dạ, việc gì ạ? Thế này, chiều nay bác cho đăng tin lên loa truyền thanh xã. Dạ vâng. Sau đó chưa yên tâm, bác phải giúp em đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Dạ vâng. Ai đến độ tuổi lao động tập trung hết ngoài đình. Dạ vâng. Để em gian duyệt. Đúng. Mà nhớ nhá, người nhà mình ấy thì bác phải cho xếp hàng đầu. Dạ. Mà con cháu trong nhà thì cầm thêm cọng rơm ở tay. Sao kìa? Ủa thì bác biết đấy, cơ quan nào cũng vậy thôi, chỉ tiêu nó có hạn. Thế ạ? Mà cáo bác việc này phải nói đến nửa xã xếp tập hợp là đình để đăng ký xin đi làm với bác. Tốt lắm. Ơi, việc này thì em sẽ làm ngay tắp lự. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã theo dõi một phần đầu câu chuyện mà anh Mò đã vui lòng kể cho tất cả chúng ta nghe. Và có thể thấy là đúng là như anh Mò nói đấy, đúng là đi đến đâu bà con cũng chào mời nồng nhiệt. Tôi có nghe thấy anh có nhắc đến một chi tiết đến cái cọng rơm ạ. Tôi thấy là đấy hình như là cái cách rất là hay mà tôi thấy cực kỳ mới mà tôi chưa thấy ở đâu có cái trong cái tuyển người ạ. Chứng tỏ là chị Vân cũng theo dõi kỹ cái công việc đi tuyển của tôi. Ta bảo một người làm quan dạ thì vâng. Cả họ được nhờ mà. Đây, dạ vâng. Đây tôi nói chị đây. Hồ sơ cũng vậy thôi, nó có những cái gì đó nó rất mộc mạc, nó rất quê. Và đây, những cọng rơm mà những người đứng đầu đây. Thắt một nút này là của thằng thằng Đợi. Thằng Đợi con nhà ông chờ đây. Dạ. Và với những người đi làm vệ sĩ là cứ một cây rơm thắt một cái nút. Dạ vâng. Đấy, đúng là một cái tuyển chọn rất là sáng tạo. Vâng. Bởi vì những cái nguyên vật liệu này là ở quê nó rất sẵn. Vâng. Chị ạ, vâng. Và các cháu nó cầm đi nó cũng tiện. Vâng. Chứ bây giờ mình cứ bắt các cháu về nhà tìm bút, tìm sách, tìm vở. Đấy, bố nó còn bảo nó bỏ học đến 10 năm nay rồi thì còn... Thì cứ cộng rơm cho tiện, cứ cộng rơm đấy. Vậy thì ví dụ như với những ngành nghề mà anh vừa tuyển chọn, chẳng hạn như là cái cậu Đợi này này. Dạ. Cậu Đợi này là được làm vệ sĩ này. Dạ, vệ sĩ. Vậy thì anh sẽ tuyển cậu như thế nào và sẽ có những cái quá trình mà kiểu huấn luyện cậu ra sao? Tôi đã phải đích thân kèm cặp và làm ra sản phẩm ngay mà lương cao. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút nữa chúng tôi hiểu được không? Thôi mà kể hết bằng này các cháu thì có lẽ là cũng hơi lâu. Vâng. Thôi thì chị đề cập đến thằng Đợi con nhà chờ này. Tôi muốn mời quý vị xem là tôi huấn luyện cháu như thế nào. Đưa cái đầu chưa vào đây. Đâu. Dạ vâng. Ok. Này, tao bảo mày đưa là mày đưa cái đầu dây, mày đưa cái đầu mày vào đây để làm cái gì hả? Đưa cái đầu dây vào đây. Thì bác phải nói rõ cái đầu dây, bác phải đưa. Nhanh đầu lên. Em đưa đầu thì bác phải đánh. Đây ạ. Kéo đi. Buộc vào đầu kia. Rồi. Buộc vào đầu ấy, buộc chặt nào. Chặt rồi. Ok. Được chưa? Tao bảo mày buộc vào đầu cột kia, mày buộc vào đầu mày. Đấy, bác lại. Mày đi sau đít bò lâu quá rồi con ạ. May mà đi rời khỏi làng chứ không ở làng mấy... Bác năm nữa thì mày sao buộc vào cái đầu cột kia. Bác chả nói rõ gì cả. Bác có buộc vào đầu thì em buộc vào đầu thì bác vào đầu này, đầu kia. Rồi. Rồi đấy. Nhưng mà bác Mò ơi. À. Ơ thế em tưởng là làm vệ sĩ ngôi sao. Ơ sao lại làm sao răng răng cái gì?
buộc vào đây mà trông xe, hiểu chưa? Thế vệ sĩ cũng phải trông xe à? Mày, sao mày chậm hiểu thế nhỉ? Vệ sĩ là gì? Sĩ là người đúng không? Vệ sĩ là người bảo vệ. Một bảo vệ thì nó có nhiều đối tượng để mình bảo vệ. Bảo vệ con người này, những ngôi sao. Bảo vệ tài sản này, cái xe người ta của hàng đống tiền như thế kia. Thì tao hỏi mày có phải bảo vệ không? Đầu tiên tập sự là phải làm những cái đấy đi đã chứ. Nhưng mà em hình dung là dùng gì cái gì? Vệ sĩ nó cứ phải giống như ở trong phim ấy. Cầm đây đây, nhớ nhìn mặt chữ ký của anh nhá. Cầm đây đây, ai vào thì ghi cho người ta. Anh ơi, trông xe có bảo hành anh ơi, vào đây anh ơi. Để xe đâu rồi? Ghi vào cho người ta, bắt xe cho người ta vào trong kia. Anh đánh xe cho em. Đấy anh để đây. Rồi, đó. Anh ơi, em ghi đây chưa? Cái gì đấy, cái gì đấy? Ông ghi gì đấy? Đánh dấu. Sao ghi báo người ta không này? Bác bảo mà ghi vào cho người ta, em ghi đúng không người đấy? Vào là ghi vào yên xe mà ghi vào người ta. Bác chả nói rõ cái gì cả. Xin lỗi nhá, cháu nó dạ. Ông Hòa Văn, dưa vé cho người ta chưa? Đấy, anh ơi, đấy, đấy. Nhớ chưa, cứ thế mà làm. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Đây, chị đi lễ ạ. Dắt xe trong kia. Chị ơi, cho xe trong kia chị ạ. Mày dắt cho người ta. Dạ, từ từ, 111. Rồi đi lễ được số này là hên lắm đấy, hôm nay đánh đề 11 nhá. Anh ơi, anh từ từ anh ạ. 108 108 anh nhỉ em vé anh ơi, 114 vé anh ơi. Chị ơi, từ từ chị ơi, xe đạp à, xe đạp để sang góc kia nhá. 113 để tôi không cần phải bê phải thừa sức à. Này sao công việc này thế nào? Từ nãy em trông chưa mất cái xe đâu cả. Chưa mất cái xe đâu cả. Buổi đầu mệt hả? Mệt. Mà anh ơi, em tưởng là vệ sĩ thế nào chứ? Vệ sĩ trông xe thì cái này thì phải nói thật là nhọc hơn cả đóng gạch với cả chăn bò ở quê em anh ạ. Này, nhọc hơn là nhọc hơn thế nào? Hả? Chú đi chăn bò ở quê suốt ngày chứ chỉ quanh quẩn với con bò, làm sao được như ở đây? Một buổi sáng ngày hôm nay bao nhiêu người nườm nượp ra vào, trí tuệ người ta thông minh sáng suốt. Chú được tiếp xúc với những con người như thế à, chú được tiếp xúc như thế chú mở mang được cái đầu óc chú ra. Riêng cái đầu chú bây giờ chú mang về quê nhất làng. Nhưng mà em hình dung là làm vệ sĩ nó cứ phải giống như ở trong phim ảnh ấy. Mà chả được bảo vệ ngôi sao nào cả, toàn thế bảo vệ xe. Thì bây giờ mày cứ phải tập sự cho nghề nghiệp nó vững vàng lên đã. Thế sau này chú cứng nghề lên, mà một thời gian nữa ngôi sao nó nhiều lên thì lúc này chú đi bảo vệ ngôi sao, ai cấm chú? Mày này nhá, nói thật với chú nhá, chú tưởng bảo vệ ngôi sao là sướng à? Bìa hai ngôi sao người ta lại ghen tị danh tiếng với nhau, người ta lại thuê bắn nhau ám sát nhau, lúc này chú phải nhảy ra chú rơi ngực ra chú đỡ đạn, có phải chú chết còng queo đấy ai thương? Em tưởng là làm vệ sĩ phải có giáp để chống đạn chứ? Giáp nó bắn thủng giáp luôn cái phim nọ là nó bắn nhưng mà cái thằng vệ sĩ không chết. Đấy, phim bên ngoài là chết luôn. À thế ạ. Đây này, chẳng cái nghề gì bằng cái này này. Đây, hôm nay xông xanh nhá, tìm cho chú tờ mới 2 tờ. Này, cái gì đây anh? Tiền. Tiền gì anh? Lương. Ô, tiền lương ạ. Ừ? 100.000 thì bằng em làm ở quê cả tháng ấy ạ. Thế thế mà chú lại còn cứ đòi về quê đi chăn bò. Không. Muốn về quê chăn bò không? Không, em có bảo về quê chăn bò đâu mà. Anh ơi, thế làm vệ sĩ là được giả lương theo ngày ạ? Thì tính anh là thế, cứ phải tiền tươi thóc thật nó mới kích thích con người ta lao động nhiệt tình. Mà mình lại không phải thuê kế toán. Bây giờ chú cứ thử tính cho anh xem nhá. Ông già ở quê đặt cọc cho chú 500.000. Dạ vâng. Đúng không? Mà ngay ngày đầu tiên lương của chú đã được 100.000. Dạ vâng. Thì hỏi là sau bao nhiêu ngày nữa thì chú về quê xây được cho ông già cái nhà to vật vã. À. Em tính là ví dụ ngày hôm nay anh trả 100.000 à. Ngày mai anh trả cho em 150.000. Hả? 100? À, ngày mai anh vẫn trả cho em 100.000 à. Ngày kia anh lại trả cho em 150.000 à. Thì em làm có 4 ngày em đủ vốn đây ạ. Nhanh anh nhỉ? Chú chỉ cái khôn. Alo? Ừ mò đấy. Ừ có người rồi à? Ừ này, vào công ty nào? Công ty vệ sĩ á? Nó có tiền đặt cọc không? Ừ được rồi, tao bảo này, nhận tiền đặt cọc đi. Mai cho nó đi chuyến ô tô đầu tiên lên, tao đón ở bên xe phía Nam nhá. Ừ, việc này tao giải quyết cái một mà. Được rồi, ok. Thế nhá, cứ thế nhá, mai tao đón nhá. Thế này,
phải nói rằng ngày hôm nay anh có lời khen chú. Dạ vâng, em cảm ơn. Chú làm việc rất chi là nhiệt tình. Dạ vâng. Chú làm việc rất chi là hăng hái. Dạ vâng, mai và em... rất chi là tiến bộ. Vâng, mai em cố gắng làm việc này, tốt hơn ạ. À, tí nữa trả hết trong chỗ xe này. Dạ vâng. Về nhà nghỉ, chú tắm rửa sạch sẽ. Vâng. Gói ghém quần áo xong rồi về quê cho ông bà già đỡ nhớ. Dạ vâng. Ô, sao lại về quê? Hay nhà em có việc gì anh? Chó gì? Ở trên này nó vãn vãn việc rồi thì chú về quê ít bữa xong rồi có việc anh lại gọi lên. Ồ, em là muốn đến công ty vệ sĩ của anh là làm việc lâu dài. Lâu dài cái gì? Bây giờ thời nó phải có thời vụ thôi chứ. Ừ. Nhưng làm vệ sĩ trong xe thì cần gì phải thời vụ, có phải đi cấy đâu mà thời vụ. Lạ nhỉ, thế biết tao hỏi mày nhá. Cái ngày nghỉ thì người ta mới đi chơi, người ta mới đi chùa, người ta mới gửi xe, mày mới có việc làm. Chứ ngày thường người ta đi đến cơ quan ta làm việc, người ta vào cơ quan tao có bảo vệ. Thế mày vào đấy mà trông xe cho người ta được à? Ừ, nói thì cứ bướng nhỉ. Thế nhưng mà còn cái tiền đặt cọc của nhà em. Này, anh cấm chú nói cái tiền đặt cọc nhá. Dạ vâng ạ. Đặt cọc cái gì? Dạ không ạ. Chú tưởng một mình nhà chú có tiền đặt cọc à? Không, em không nói. Anh phôn một cái nhá, 1.000 thằng có tiền đặt cọc đến đây. Thưa anh đừng phôn nhá. Nhớ thì bị thế này. Dạ. Anh nói chú phải nghe. Dạ vâng, em nghe đấy. Bây giờ nó vãn việc thì chú về quê ít bữa, có việc anh lại gọi chú lên. Anh đuổi em thật à? Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã xem, đã thấy và có lẽ là đã hiểu. Thực chất của nghề vệ sĩ chẳng qua chỉ là nghề đi trông xe đạp, đúng không anh? Thì... chứ làm gì có vệ sĩ nào. Vậy thì tôi bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ về cái công việc được gọi là lễ tân. Cái lễ tân của tôi nó có một cái đặc thù riêng biệt. Ví dụ khách bảo này cho xin mấy lát ớt tươi thì phải biết bê bát ớt ra, đúng không? Này cho xin cái lọ giấm nhá, cho xin tí chí trương thì người ta mang thêm ra hoặc tí gia vị. Như vậy là anh có thể nói thẳng thắn ra đấy là anh tuyển người để đi phục vụ ở trong các quán cơm bình dân đấy gì? Như vậy thì tôi có thể hiểu ngay là cái công việc cuối cùng mà anh tuyển chọn đó là phát hành văn hóa phẩm. Thế thì báo ra như còn gì? Gọi thế nào thì nó ra như thế, đấy là phát hành văn hóa. Thế thì theo chị báo không phải văn hóa à? Lịch vạn sự không phải là văn hóa phẩm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã thấy một phần nào đó thực chất và sự thật của những cái gọi là trung tâm dắt mối việc làm. Đúng là đây là một điều quả thật là rất bất ngờ, không phải chỉ đối với tôi mà tôi tin là với nhiều người. Bởi vì nhiều khi chúng ta đã quá cả tin và chúng ta đã quá nhẹ dạ trước những cái sự mời chào có thể nói là rất là ngọt ngào của những cái người mà ví dụ như anh Mò đây. Nhưng mà thôi, dù sao cũng cảm ơn anh đã rất là chân thành bộc lộ với tất cả chúng tôi. Và nhờ có anh chúng tôi mới được hiểu biết là những cái trung tâm na ná như của anh thực chất là như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị các bạn, vâng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cái vị khách khác ở trong một lĩnh vực khác, nhưng cũng là một lĩnh vực mà tất cả chúng ta cũng thường xuyên quan tâm rất nhiều, bởi vì đây là vấn đề mà gắn chặt với cuộc sống của chúng ta. Nhưng trước khi gặp gỡ vị khách này, có lẽ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng xem một số đoạn băng phóng sự. Anh chị ơi! Anh cần gì ạ? Mua nhà hay bán nhà? Không, tôi cần mua một ngôi nhà. Mua nhà? Vâng ạ. Thông tin của anh thế nào? Tôi cần mua một ngôi nhà khoảng 50m, trong ngõ thì tốt. Có ngay. Anh ngồi đây, anh ngồi chờ em một chút. Vâng. 50m, trong ngõ sâu 400m, ô tô đỗ ở cửa. Ngõ sâu 400m. Miễn trung gian. Miễn trung gian nghĩa là sao ạ? À, miễn trung gian là cái gian nhà 50m này, anh chỉ mua một mình thôi, không phải chung đụng với ai cả. À, thế thì tốt quá. Chứ có 50m mà lại phải mua chung với người khác thì lằng nhằng về thủ tục lắm. Đúng rồi. Anh cho tôi đi xem luôn đi. Được rồi, anh chờ em chút nhá. Alo. Vô à? Này, có khách xem cái nhà 50m trong ngõ nhá. Ừ, thế hẹn khách ở đâu? Úi dồi ôi, khiếp, nhà to này à? Tôi không mua nhà này đâu, tôi mua nhà trong ngõ cơ. Chả trong ngõ thì sao? Nhưng mà hẹn ông chủ nhà ở đây, phải chờ ông ý. Khách đây à? Đây. À, thế nào ông anh em đi chứ? À thôi, em cứ giữ vấn đề cẩn thận. À, bây giờ lắm kẻ lừa đảo lắm. Bây giờ anh em cho em xin 30 trước, anh em đi. Tôi đi xem nhà chứ đã mua bán gì đâu mà anh hỏi tiền. Ông anh lại hiểu lầm thằng em rồi. Em cũng chỉ như anh này thôi, đưa anh đến để xem cái nhà chứ đâu phải bán chắc gì đâu. Rồi. Đúng cái gì? Lúc ở nhà tôi với anh nói chuyện là miễn trung gian cơ mà. Thì đúng quá rồi, làm gì có trung gian ở đây. Làm gì có. Cái thứ nhất nhá là ông mua nhà ấy một mình, không phải mua trung gian nhà ấy với ai cả. Cái thứ hai là tôi dẫn ông đến để gặp ông Vồ đây. Thì bây giờ ông Vồ ông ấy dắt ông đi để gặp chủ nhà, chứ có qua ai ở đâu mà trung gian. Có ai đâu. Thôi, cho em xin 30. Tôi đưa tiền cho anh rồi đấy. Khổ quá, ông này chả hiểu gì cả. 30 đấy là tiền lệ phí ông nộp cho tôi.
Thế còn ông vồ ông ấy dắt ông đi thì ông cũng phải có một tí chứ. Thế em ăn cháo à? Mà muốn mua được cái nhà ưng ý là phải như thế. Mà thôi bây giờ ông làm việc trực tiếp với ông vồ đây nhá. Ở đây sao thế? Tôi nộp ở trong nhà 30.000 cho ông kia rồi, bây giờ lại nộp tiền nữa là thế nào? Ông anh không hiểu gì cả. Ông nộp cho ông kia thì là tiền của ông kia. Khi nào tiền vào túi của em thì mới là của em. Chúng em chưa áp dụng cơ chế một cửa nhưng vẫn làm ăn theo cách liên hoàn, miễn trung gian. Đến ai thì người ấy nhận lệ phí. Anh hiểu miễn không? Trung gian. Chứ gì nữa? Miễn trung gian mà các ông làm ăn thế này à? À, miễn trung gian, mồm các ông nói là miễn trung gian, nhưng các ông đưa tôi hết đến người này người khác. Sau ông tôi còn phải gặp ai nữa đây? Sau vồ tôi à thì anh sẽ gặp ông Chộp. Sau ông Chộp tôi gặp ai? Sau Chộp thì ông sẽ gặp Vặn. Sau ông Vặn tôi gặp ai? Sau ông Vặn thì sẽ vậy không gì hiểu hết. Muốn đi không? Đi đưa tiền đây. Này, nhanh đi, bỏ ngay cái thói đi nhá. Cái kiểu trung gian của các ông để bắt chẹt tiền của chúng tôi à? Từ sáng đến giờ, bây giờ tôi đưa cho ông 30.000 nữa là thành 60.000. Mà tôi chưa nhìn thấy cái nhà nó mặt ngang mũi dọc như thế nào cả. Các ông làm ăn như thế ngang bằng lừa đảo con nhà người ta à? Lừa thế nào? Tôi không đi. Cái anh này, thấy người ta trong sáng rồi có hay lừa người ta. Thôi được rồi. Ừ, thứ bảy nhá. Ừ. Em có khách nhá. Dạ vâng ạ, anh bán được nhà rồi ạ. À, dạ vâng, thế ngày mai anh đến chỗ chung em, ta làm việc tiếp ạ. À, dạ vâng, chào anh ạ. Vâng. Dạ, chào anh ạ. Vâng, chào chị. Vâng. Ở đây mình có cái thông tin nhà đất nào có cái nhà khoảng 50 mét, trong ngõ cũng được chị ạ. Anh yên tâm đi ạ, 50 chứ 500 chúng em cũng có ạ. Thế thì tốt vâng. Quá. Nhà mặt tiền thì khó chứ, nhà trong ngõ sâu thì dễ lắm anh ạ. Dạ, vâng ạ. Thế à, chị xem như thế nào ạ? Ở đây mình là không có trung gian, trung giết gì ạ? Vâng, tất nhiên rồi. Ủa thế ạ? Không có trung gian, trung ngay gì hết đâu ạ. Vâng, thế vâng. Thì tốt quá. Khổ, em đi mấy lần rồi. Chỗ nào cũng nói như chị là không có trung gian. Thế nhưng mà cứ đưa hết đến ông xe ôm rồi gặp bà bán bún rồi gặp chị Thịt Ngan lại đưa ra anh bán gạo rồi đưa sang cô nấu cháo. Cứ vòng vèo hết cầu này đến cầu khác. Thế rồi mà cầu nào cũng phải lấy tiền đấy chị ạ. Thế chúng nó lấy anh bao nhiêu? 30. Trời ơi, anh đúng được cái đồ ham của rẻ của ôi. Em nói cho anh biết chứ, chỗ chúng em lấy 50 nhưng mà đắt nó sắp ra miếng à. Ở đây làm việc nghiêm chỉnh uy tín, tạo cho khách hàng một cái sự yên tâm đấy à. Anh thấy không, chúng em chỉ nhận tiền thông tin thôi, còn đâu là khách tự liên hệ đến địa chỉ bán nhà đấy à. Anh thấy có khác biệt không? À thế tức là chị sẽ đưa cho tôi địa chỉ vâng. Và tôi đến thẳng cái chỗ của người bán nhà. Vâng, anh làm việc với người bán nhà cho nó khách quan. Còn việc mua được hay không là do anh với chủ bán nhà, cho em nhận tiền thông tin thôi. Bây giờ em sẽ ghi ngay cho anh địa chỉ, anh đứng thẳng và làm việc luôn nhé. Vâng ạ. Vâng. Cô làm ăn cái kiểu gì thế hả? Sao nhanh thế hả anh? Nhanh cái con khỉ. Không nhanh, nó đánh cho không nhớ được đường về nhà. Tôi hỏi cô đưa địa chỉ thế nào? Nhà người cần bán thì tôi không gặp. Gặp phải nhà cái ông đầu gấu. Xin chết. Lại thế được ạ? À? Rõ ràng trên báo đăng thế nào em ghi đúng như thế. Hả? Nhầm từ từ. Cái gì? Cô vừa nói báo cái gì? À, dạ không ạ. Tức là chủ nhà cho em địa chỉ thế nào em ghi đúng như thế ạ. À, em đợi em lại. Xem lại thế nào. Trời, chết tôi rồi. À không, đây rồi. Đúng rồi, chỗ tôi chết rồi. 111 chứ không phải 11. Này, hóa ra các cô các cậu toàn lấy thông tin ở trên báo mua bán rồi lừa lại chúng tôi à? Dạ vâng, đương nhiên rồi ạ. À, các cô làm ăn như thế hóa ra chúng tôi toàn là gà hết à? Dạ vâng, 50 năm gà. Thế mà nghe được à? À, cô làm ăn thế à? Cô đưa lại tiền cho tôi đi. Dạ, dạ vâng, bây giờ anh bình tĩnh ạ. Cô giả lại tiền đi, tôi không thể bình tĩnh được rồi, cô đưa tiền cho chúng tôi đi. Anh bình tĩnh ạ. Dạ, anh cứ bình tĩnh để nghe em trình bày hai phương án ạ. Dạ, bây giờ phương án thứ nhất, một là anh quay lại ngôi nhà cũ đúng địa chỉ 111 ạ. Hai là em sẽ cho anh một thông tin mới về một nhà mới nhá, không có đầu gấu, chắc chắn là như thế. Đấy. Lại thông tin mới. Dạ vâng. Địa chỉ mới. Vâng. Có phải nộp tiền nữa không? Dạ vâng, để em trình bày với anh ạ. Rõ ràng thông tin mới thì tiền nó mới ạ. Thôi đi, các cô làm ăn như thế ra cái lừa đảo người ta. Tôi nói cho các cô biết, nếu chỉ tìm thông tin trên báo mua bán thì tôi tự tìm cũng được. Chào cô. Đố tìm. Và bây giờ chúng tôi muốn được giới thiệu vị khách mời thứ hai trong chương trình của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Vạc ạ. À, thưa anh,
Vừa rồi thì chắc là anh đã cùng với nhiều người theo dõi cái câu chuyện mà chúng tôi đề cập đến. Vậy thì trước hết là anh hãy giới thiệu về mình cho kỹ hơn, bởi khán giả rất băn khoăn là không biết là anh thì có liên quan như nào với cái câu chuyện mà chúng tôi vừa giới thiệu cho khán giả. Tôi chỉ là một thành viên trong dịch vụ giới thiệu nhà đất. Ví dụ như là chị có ý định bán nhà, tôi dẫn người đến mua nhà. Còn ai đó có ý định bán đất, tôi dẫn người đến mua đất và chỉ lấy một chút tiền gọi là lệ phí. Nhưng mà anh thấy cái câu chuyện mà anh chứng kiến đấy, cái cách làm việc của họ thế nào? Thưa chị là rất vớ vẩn. Nếu như ai đó có đến một lần, họ mua nhà một lần, họ cũng chạy đứt dép luôn. Thế anh có vẻ phản đối rất là quyết liệt với cái cách thức làm việc của những cái trung tâm mà chúng tôi đã vừa đề cập đến. Vâng, chính xác. Như vậy chúng tôi có thể suy ra là cái trung tâm của anh chắc là một trung tâm có trách nhiệm với khách hàng đúng không ạ? Chính vì thế cho nên tôi đặt tên cho cái trung tâm của tôi là Trung tâm Giới thiệu Nhà đất Tín. Vậy thì anh có thể giới thiệu về cái trung tâm của mình kỹ hơn được không ạ? Vâng, giới thiệu với chị là trung tâm của chúng tôi là có địa chỉ đàng hoàng. Vâng, có số điện thoại, rồi là có cả inter. Cái máy gì mà nó tạch 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 xong rồi nó đùn giấy ra là cái máy gì? Dạ, máy fax ạ? À, interfax luôn. Đấy, đấy cái anh vừa rồi ấy. Anh vừa rồi là chạy lên chạy xuống, chạy ngược chạy xôi mà long đong lật đật. Kiểu này ấy mà có mua cống ở. Thế nào thì gặp tôi chắc chắn sẽ có nhà ở. Thế nào? Giờ là cái nào chưa? Ôi. Này, chú ơi, chú cứ nhìn đi, vô cùng phong phú luôn. Tha hồ mà lựa chọn nhé. Chú yên tâm, đến với công ty của anh ấy mà chú cứ tưởng tượng như đến với công ty đại diện của nước ngoài, mọi người đều văn minh lịch sự như người Pháp luôn. Anh ơi, quả thật là ở văn phòng của anh nhiều thông tin về nhà đất thật. Ấy, nhiều hơn hẳn những cái em đã xem. À, thế à, đúng rồi, chính xác. Mà nghe anh giới thiệu, em có vẻ kết kết rồi đấy. Quá thế. Em hỏi, khí không phải. Giá cả ở đây như thế nào? Ôi trời ơi, này, chú đến với anh là không phải băn khoăn về giá cả. À thế à? Rất đơn giản, nhẹ nhàng, có 100.000. Hả? 100.000? Làm gì mà chú hoảng loạn như thế? Em nói thật với anh, em đến những thông tin ở chỗ khác, người ta chỉ lấy em cùng lắm là 30.000, 50.000 là cùng. Anh lấy tận gấp đôi, gấp ba thì khác. Chú trả luận gì ra? Chú nên nhớ 3 đến 50.000, thế là 5 lần chú đi để hết bao nhiêu tiền? À? Chú này cứ so bì phấn với vui, bánh trôi bánh dày. Đến công ty anh nó khác. Chú này, bây giờ anh giới thiệu cho chú. Chú nhìn đi, đấy, công ty của anh này. Đấy, nhìn nội thất thôi cũng đáng hàng chục tỷ luôn. Và chú nhìn toàn đồ cổ hết. Này, đây là đồng đen này. Đấy, thế à, đây là chị già lắm. Chú yên tâm, công ty anh được cái là dẫn chú đi mua bằng được thì thôi. Anh ơi, chắc như thế này là thật đấy. Anh nói là em tin chưa? Chú sẽ còn phải tin nữa, bởi vì chú mà không mua được, cần nhất anh cho chú ở nhờ trong này thôi. Trời ơi ạ, nhà người ta có nhà nói tự dưng đến đây ở trong góc nhà ông. Này này này, chú nên nhớ đấy là sự nhiệt tình của anh, chú không được nói anh trời ơi nhá. Thôi, tắt đi trời ơi. Lúc lấy từ đây là em nhìn thấy cái này từ đây là anh này. Cái nào? Đây, cả cái dãy này của anh em thì lấy được mỗi một cái này thôi. Tình. Đấy, qua đấy anh mới biết là chú rất tình. Phải nói là yêu tinh luôn. Em rất cần một cái nhà có sổ đỏ, đúng rồi, ngõ sân rộng, có ô tô đỗ ở non. Đời sống cao đấy. Vâng, anh ơi, thôi anh dẫn em đi xem cái này. Cái này gì? Vâng. Đơn giản thôi, anh sẽ đưa chú đi ngay, rất gần ở đây thôi. Nhưng mà trước khi đi, chú nộp tiền cho anh nhà. Ra đây để anh ghi vào đây. 100.000 phải không? Anh xin. Rồi tôi cứ để đây, chúng ta đi xem rồi muộn nhá. Đi, tao mời chú. Sao lại ngõ nhỏ thế? Anh ơi, ngõ thế này có khi mình phải lắp đèn xanh, đèn đỏ để cho hai xe đi ngược chiều khỏi và đâm vào nhau ấy nhỉ? Chú cứ nói như là hài hước. Này, phố cổ ngõ như thế này là tốt chán rồi. Thế à? Chú biết không? Tí nữa vào trong kia nó còn thắp dần. Nếu đi gần cuối ngõ nhá, có những chỗ mà kể cả người đi bộ tránh nhau cũng không tránh nổi luôn. Nhưng mà cái chỗ chú mua mà gần đến chỗ thắp đấy, chưa đến hẳn chỗ thắp. Chú yên tâm. Nhưng mà sao rồi. Lúc ở văn phòng anh bảo với em là ngõ này có thể đỗ được ô tô cơ mà. Có thể đỗ ô tô thì đúng. Chính xác. Chú cứ vào rồi khác biệt. Đi. Ui rồi. Này. Cái gì đây? Ui,
Nhà gì mà trước cửa có bốt điện to này á? Úi giời ơi, dường như điện nước là vô tư. Điện này đầu nguồn, mọi nhà là 220, riêng nhà chú lúc nào điện cũng 230 luôn. Đấy, đấy à? Đúng chưa? Anh ơi, đây là miếng đất để ô tô trước nhà em đây à? À không, đây như mà của nhà hàng xóm. Đâu? À? Sao lại của nhà hàng xóm? Của nhà hàng xóm thì mình để nào được ô tô? Úi giời, chú yên tâm, chủ nhà họ đi nước ngoài. Đã đi nước ngoài thì 10 năm đến 20 năm chưa chắc họ đã về. Chú cứ đỗ ô tô vô tư nhá. Được rồi. Đành rằng là 15-20 năm nữa vẫn có thể đỗ được ô tô. Đúng rồi. Nhưng tôi hỏi anh nhá. Cái ngõ nhỏ như thế này, thắt cổ chày như thế kia, mà đến cái đoạn có chỗ là trẻ con phải chui qua háng người lớn ấy, đi ô tô thế nào được vào đây? Thế mà tôi nói cho anh biết nhá, chẳng lẽ tôi khiêng ô tô cẩu lên trên không rồi đặt nó vào cái lô đất này à? Chú buồn cười nhỉ. Chính vì thế cho nên anh cũng chỉ dám ghi vào trong văn bản là có chỗ để ô tô bên cạnh nhà. Chứ anh có ghi là đường rộng rãi để chú phóng ô tô vào đâu. Thôi đi, công làm ăn như thế khác bằng lừa con này người ta. Mày cái mồm, chú giữ mồm nhá. Chú bảo ai lừa đây? Hả? Anh làm ăn là lịch sự đàng hoàng, có như thế nào anh ghi đúng như thế. Chú nên nhớ là trong ngõ nhỏ thế này thôi, nhưng mà này, ví dụ nhà chú có đám ma nhá, khênh quan tài vô tư luôn. Ông giả mồm bà. Tôi chưa mua nhà ở đây, ông nói rủa nhà người ta có người chết mà khiêng với cả khiêng cái gì. Đấy là anh nói ví dụ, kể là cả là đám cưới hay là đám ăn hỏi này, khênh bàn ghế bế cô dâu là cũng thoải mái luôn nhá. Nếu chú mà không thích bê ô tô nhá, chú đi con này. Có đường khác à? Có đường này. Đấy, chú rẽ trái nhá. Một đoạn là ra ngõ 3, chú thông qua ngõ 7 tiếp nhá. Ngõ 7 chú xảy về cái ngõ 9, riêng ngõ 9 để anh kể cho chú nghe, con đường ở ngõ 9 là nhận thín luôn. Tính tình mọi người lại thầm kín, bởi vì họ làm nghề điện tín. Qua ngõ 9, chú đi rẽ sang tay trái là vào ngõ 20. Đầu ngõ 20 lại có một bà bán dươi. Lúc nào cũng tươi cười chào chú, để chú ra xa lộ luôn. Thôi, thế là đi 3721 ngõ mới về được đến nhà. Đến ngõ 20 gặp bà bán dươi, mắt lòi con ngươi rồi mới tìm thấy nhà mình. Thôi, thế này là tôi không mua được cái nhà này đâu. Mà này, chú đã xem nội thất nhà này đâu? Thôi, không phải xem đâu. Thế này là tôi biết rồi. Thôi khỏi, đi. Đây rồi. Nhà chống tình chống toàn ấy nhỉ. Ngươi ngơ ngơ ngươi ngơ ngươi bán nhà không? Lạ thật, nhà thế này bỏ không. Ngươi ngươi ơi, ôi thôi, bác làm gì em giật cả mình. Hỏi gì đấy? Dạ, cháu chào chú ạ. Dạ, chú làm ơn cho cháu hỏi. Dạ, chú có phải là chú Ngờ 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 không ạ? Tôi là Ngờ đấy. Xin phép chú là cháu kính chào chú Ngờ. Ngờ không dạ. Chú Ngờ ơi, là cháu đọc trong báo mà. Thấy bảo nhà ta có ý định bán nhà phải không ạ? Đúng rồi. À thế ạ? Tôi định bán nhà này để mua nhà khác nó rẻ hơn. Thú thật, thằng con tôi năm vừa qua làm ăn thua lỗ. Vâng. Cho nên tôi phải bán cái nhà này đi để trả nợ cho nó đấy. Dạ, cháu mong ai cũng như chú thì tốt. Cái gì? Anh ấy rủa tôi đấy à? À không, ý cháu nói là ai cũng tốt với con như chú ấy mà. Bán nhà để cháu mua. Tí nữa cháu nhận cho anh đến là lấy luôn này. Vâng. Đây này. Dạ. Tôi hỏi thật nhé. Anh có ý định mua cái nhà này thật không? Cháu đến đây. Nếu có ý định thật thì chúng ta nói chuyện. Còn không thì thôi, anh thương cái thân già này nhé. Dạ. Hôm nay đến 9-10 người cái cò nhà rồi. Mệt kinh khủng khiếp luôn. Chú ơi, để cháu đớp lời chú. Dạ, từ sáng đến giờ chú gặp toàn cỏ, nhưng bây giờ chú gặp vạc. Cháu là xin tự giới thiệu với chú, cháu là Vũ Văn Vạc. Anh tên là Vạc. Vâng, tên là cháu là Vạc. Vâng. Dạ vâng. Thế chú. Chú ơi, xin phép chú, cháu có điện thoại thế. Rồi, anh cứ tự nhiên nhá. Dạ vâng. Alo. Ngạch à? Ngạch ơi. Ôi giời, sao sóng nó yếu thế? Ôi giời, toàn tiếng rít của gió vù 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 như bão này, nghe gì được. Ngạch ơi. Ngạch. Dịch vụ giới hạn. Ôi giời ơi, dịch vụ giới hạn suốt ngày thế này thì điện thoại di động giữ để làm gì thế thì sợ ném đi cái dung này. Alo. Alo. Ngạch chưa? Ngạch đây. Này, ra cái chỗ sóng khỏe đấy. Ông chui vào cái chỗ sóng yếu để làm gì đấy?
Được rồi, đây rồi. Vào đây. Tâm có ra ngay đây. Nghe rõ chưa? Rõ rồi, rõ rồi. Anh Vạc đấy à? Vào đây. Thế tình hình thế nào, tìm được nhà cho em chưa? Ôi rồi, được rồi, như ý chú luôn. May quá, ông cụ nhà em sướng lắm, bố em ấy. Nếu mà tìm được nhà ngay là mừng lắm, em cũng mừng lắm. Này, đến cụ chú còn phải mừng, không lại bố. Anh cứ đùa. Nhà đúng ý luôn, chú ạ. Thế hả? Thế bây giờ anh đang ở chỗ nào? Chỗ này là 56 phố Móm. Anh ấy cứ đùa, làm gì có phố Móm. Không hiểu cái gì à? Có bao giờ đánh tá lả không? Dạ cũng thỉnh thoảng ạ. Móm có nghĩa là không có răng. Không có răng có nghĩa là chỉ có lợi thôi thì 56 phố toàn lợi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Cái gì, anh vừa nói cái gì? 56 phố toàn lợi. Phố toàn lợi mà mày điếc à? Đúng, phố toàn lợi rồi. Duyên nhỉ. Này kìa. Này. Sao anh bảo là anh đi tìm nhà? Anh đang đi tìm nhà chú đấy. Mà này, chú bảo chú đang ở nhà chú cơ mà. Thế tôi không ở nhà, tôi ở ngoài đường đấy. Thế nhà này là... thế còn chú đây là bố của cậu à? Này, dạ. Tôi vừa thấy cậu nói là gọi điện thoại cho anh đến mua nhà cơ mà. Thế sao gọi cho anh là... Dạ vâng, dạ, thưa chú, là cháu vừa gọi cho anh cháu xong mà. Đâu có, anh vừa gọi cho tôi đấy, tôi có phải là anh đâu. Đúng rồi, anh vừa gọi cho chú xong. Thế là thế nào? Dạ vâng, thưa chú, là cháu gọi cho anh cháu nhưng mà nó đè sóng. Sóng nó nhảy, nó lại nhảy sang cái số điện của chú. Đấy, bây giờ mạng nó linh tinh thế đấy. Thôi thì anh đừng ăn nói lung tung. Cái gì? Anh vừa gọi điện cho tôi hỏi anh. Thế cái nhà anh định tìm cho tôi là nhà nào? Nhà này. Cái gì? Nhà nào? Nhà này là anh mua cho ông anh. Thế còn anh mua cho chú cái nhà đằng kia. Nhá, chú yên tâm đi. Ôi giời ơi, thế thì chính cậu là cò rồi. Chính là cò rồi. Kìa chú ơi, không phải cò. Vạc. Thôi đi. Cò hay vạc ấy thì cũng chỉ là cái đám môi giới trung gian mua đất bán đất mà thôi. Này, chú đừng có xúc phạm anh nhá. Mỗi người một công một việc, một nghề, chú đừng có xúc phạm anh là thế nào. Thế tôi hỏi anh, cái nhà mà anh vừa nói chuyện trong điện thoại của tôi là cái nhà nào? Nhà này. Kìa, thế là thế nào? Thế là anh là như thế à? Đấy là chẳng qua là do dịch vụ. Dịch vụ cái gì? Dịch vụ họ... Đừng có đổ cho dịch vụ. Cái gì? Dịch vụ của các anh mà như thế à? Dịch vụ của các anh khiến cho chúng tôi bị quay như gà à? Hả? Dịch vụ như các anh ai mà tin được? Đóng cửa những cái dịch vụ ấy đi. Tin vào dịch vụ của các anh chỉ có bán nhà. Chú lạ nhỉ, bán nhà mà chú bán nhà thì là rất tốt. Anh lại dẫn người đến mua nhà cho chú. Còn cần thiết nữa anh lại đưa chú đi mua nhà khác. Đấy là cái dịch vụ tuần hoàn của dịch vụ. Thế tôi hỏi ông, cái nhà mà tôi muốn ông tìm cho ấy là cái nhà nào? Nhà này. Bây giờ ông định tính thế nào? Thế là thế nào nhỉ? Không được nhỉ. Mua nhà của chú lại bán cho chú. Thế bây giờ ông định thế nào? Thì bây giờ thì dịch vụ xin lỗi. Nhầm, xin lỗi. Nhầm à? Xin lỗi à? Tôi nộp cho ông bao nhiêu tiền rồi? Ông dẫn cho tôi đi hết chỗ này chỗ khác rồi. Bây giờ ông bảo nhầm, ông xin lỗi một câu thế mà được à? Thế anh hỏi chú nhá. Ví dụ như là dịch vụ điện thoại nhá. Đấy, vừa rồi ấy, nhảy sóng suốt ấy, nghẽn mạch suốt ấy, họ cũng chỉ có một câu xin lỗi. Thì anh, dịch vụ của anh cũng là dịch vụ, anh cũng xin lỗi. Nhưng mà này, dịch vụ của anh lịch sự hơn, là người thật việc thật. Anh đến tận đây anh xin lỗi chú. Thế chú còn căng thẳng cái gì? Không, tôi yêu cầu ông bồi thường thiệt hại cho tôi đi. Bồi thường là bồi thường thế nào? Người ta cũng xin lỗi, tôi cũng xin lỗi là xong. Xin lỗi rồi mà còn căng thẳng. Bây giờ cũng làm việc nữa thì chào chú. Chào cậu em, anh về. Này, ông nói thế mà nghe được à? Xin lỗi rồi nhá. Này, ông kia. Này. Xin chào quý vị và các bạn. Những dịch vụ mà chúng tôi trao đổi với quý vị và các bạn ngày hôm nay chỉ chiếm con số rất nhỏ trong số hàng ngàn, hàng vạn dịch vụ đang có trong cuộc sống để phục vụ cho con người. Bình thường thì mỗi một ngành nghề, mỗi một con người khi làm việc họ đều luôn cố gắng phấn đấu để đạt chất lượng cao nhất, đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng lại còn những ngành nghề và những con người họ chỉ quan tâm đến mục đích kiếm tiền, đến việc lợi nhuận, không cần quan tâm đến bất cứ vấn đề nào khác. Chúng tôi chỉ muốn nói với tất cả quý vị và các bạn rằng trong sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của cuộc sống ngày nay với nhu cầu ngày càng cao của con người thì các ngành nghề, đặc biệt là những ngành thuộc về lĩnh vực dịch vụ, hãy cố gắng phấn đấu để làm sao bên cạnh việc có thể có được những lợi nhuận trong kinh doanh, hãy quan tâm đến một điều được coi là văn hóa dịch vụ.
hãy làm sao để những khách hàng có thể cảm thấy tiện lợi, thoải mái và đặc biệt họ phải cảm thấy thỏa đáng với những gì mà họ bỏ ra để được hưởng những dịch vụ đó. Chúng tôi rất mong rằng một ngày không xa, cái từ văn hóa dịch vụ sẽ trở nên quen thuộc với tất cả mọi người và sẽ không còn một ai cảm thấy bị phiền phức khi sử dụng dịch vụ của bất cứ một ngành nghề nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau của chúng tôi.